Bảo tồn phát huy hiệu quả những giá trị thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn tham quan trải nghiệm. Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa kết thúc đợt dọn vệ sinh đáy biển, thu gom lưới, túi ni lông dính vào rạn san hô. Đây là hình thức giám sát rác thải nhựa theo phương pháp mới. Các cơ sở dữ liệu thu thập từ mặt cắt dưới biển và 6 vùng đang nuôi cấy được ban quản lý thống kê đánh giá tác nhân gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững hệ sinh thái dưới nước. Đáng mừng là lượng rác thải nhựa giảm theo từng năm. Rác năm này thì nó rất là ít luôn so với những cái năm trước luôn. Và cụ thể nhất là nghĩa là nó ít dần qua từng năm. Và cụ thể là trong đợt gần đây nhất là trong đầu tháng 6 này tụi em vừa mới làm xong luôn. Thì cái lượng rác nó cực kỳ ít, như trên một vùng rộng mà tụi em lồm ở một điểm thì cân khối lượng cả rác cả một vùng như vậy thì nó tầm đâu khoảng 4-5 kg thôi. Bên cạnh việc bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái dưới đáy biển, ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức người dân và du khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc giám sát hoạt động trên bờ diễn ra thuận lợi, còn giám sát rác thải nhựa dưới đáy biển luôn là một thách thức. Với cái hoạt động giám sát rác thải nhựa tại rạn san hô thì là cái mà đây là một cái phương pháp mà để cho cái chúng ta biết được cái hiện trạng một cách tổng thể tại rạn san hô về nguồn lợi nó đã như thế, thì bây giờ là cái tác động về rác thải nhựa nó ảnh hưởng đến rạn san hô như thế nào để chúng ta có một cái nhìn tổng thể để khu bảo tồn biển có cái cơ sở để đề xuất các cái biện pháp cũng như là có những cái giải pháp tạm thời trước mắt để cho quản lý cái rạn san hô ngày càng được tốt hơn. Qua khảo sát mới đây, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm có hơn 300 loài san hô thuộc 40 giống và 17 họ, được đánh giá là một trong những vùng biển có hệ sinh thái đa dạng và phong phú bậc nhất ở nước ta. Nhờ nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, rong biển ở đây được bảo tồn khá tốt. Nhờ đó, mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Lợi ích từ du lịch đã và đang góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở Quảng Nam.